tập 30. Dừng xe, dừng xe. Sao lại uống nhiều như vậy? Trong lòng ấm ức sao? Sao vậy? Ông à, uống thuốc. Nào, từ từ, từ từ. Uống với ta đi. Ta muốn uống với con. Nhưng mà ta phải đi thâu đêm đến kinh thành. Hay là thế này đi, lên xe ngựa của ta, chúng ta vừa đi vừa uống, thế nào? Vừa đi vừa uống. Phải. Tóm lại, người ta thích cũng không thích ta. Tiêu Quận này không có gì đáng ở lại nữa. Phải phải. Đi. Đến kinh thành. Đi thôi. Chúng ta cùng đi với nhau. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận, đến kinh thành. Được, cẩn thận. Giết Tào Tháo. Tiền Lai, đừng trách Ngô Thúc. Chỉ khi giao con cho Tào Tháo, ta mới có thể có quan to lộc hậu, không bị chân đại dân ức hiếp nữa. Qua đà, ta phải để cho ngươi xem, ngươi không bảo vệ được ai cả. Hiển Liên, cô nghĩ xem treo cái này ở đâu mới thích hợp đây? Ở đây, ở đây, ở đây, treo hết. Vừa giặt bốn tấm. Linh Di, muội đi đâu vậy? Thiên Lai đâu? Huynh ấy chưa về sao? Lần này ta về là để từ biệt mọi người. Muội muốn đi đâu? Ở đâu đến thì về nơi đó. Nhưng mà gia gia của muội không còn nữa. Muội về đó có ích gì chứ? Tuy gia gia không còn nữa, nhưng ta quay về chí ít cũng có căn nhà. Linh Di, nếu cô không chê, nơi này chính là nhà cô. Quyền quá, quyền quá. Không hay rồi. Thiên Lai, Thiên Lai bị Ngô Thành đưa đến kinh thành rồi. Cái gì? Lúc ta đi tìm hai người, ta vừa đến sân liền võ, nhìn thấy một chiếc xe ngựa ở trong thành. Trên đã bước xuống một người say rượu nôn mửa. Lúc ta nhìn thấy rõ là Thiên Lai. Ngô Thành từ trên xe bước xuống, đợi nó lên xe ngựa lên thành rồi. Nếu ở bất kính với hoàng thúc của ta, thì đừng trách Thiên Lai ta không khách sáo. Thiên Lai, con chưa chết sao? Không hay rồi. Thiên Lai không có giao tình với Ngô Thành. Ngô Thành đưa nó lên kinh thành, e là chỉ có một mục đích, giao nó cho Tào Tháo đổi lấy một chức quan. Minh Tâm, ta muốn đến kinh thành một chuyến, tìm Thiên Lai về đây. Nhưng mà ngày mai hai người phải bái đường thành thân rồi. Quyền quá, chặn đi đi. Chuyện này quan trọng hơn. Nếu chậm một khắc, e là Thiên Lai sẽ bị giao ra, khó giữ tính mạng. Vậy làm sao đây? Chàng đi đi. Ta đợi chàng. Lão quái, ta phải đi chung với huynh. Thiên Lai uống sai là vì buồn lòng, tất cả đều tại ta. Ta muốn đi với huynh tìm huynh ấy về. Đi đi. Chăm sóc tốt cho mình. Cũng được. Mượn bao đi sắp xếp đi. Được. Vậy ta đi trước. Bảo trọng. Thank you.
Ta... Sao ta lại ở chung với Thúc vậy? Nơi này là đâu? Con quên rồi sao? Tối qua Linh Nhi từ chối con. Con đau lòng uống rượu. Cứ đòi theo ta đến kinh thành. Phải. Linh Nhi. Linh Nhi. Ta phải đi tìm cô ấy. Ta phải đi. Dừng xe. Cho cô ấy xuống xe. Tiên Lai. Con muốn quay về là chuyện rất đơn giản. Nhưng được lòng ai? Nghĩ đi. Người trong lòng Linh Nhi mong chờ ở bên cạnh cô ấy là ai? Con quay về phải đối mặt với cô ấy thế nào? Đối mặt với Hoa Đà thế nào? Làm sao đối mặt khi họ nói chuyện vui vẻ, tiếp tục nhân vật? Xuống xe rời khỏi kinh thành, con sẽ không còn cơ hội giết Tào Tháo, trả thù cho cả nhà con nữa. Bây giờ con không có người thân, không có người yêu. Điều duy nhất có thể làm chỉ có trả thù. Đừng quên, đây này là kinh thành. Con sẽ có cơ hội giết Tào Tháo. Đi. Thưa tướng, có việc ra ngoài, buổi tối mới quay lại. Có chuyện gì thì cứ nói với ta. Ta vẫn nên đợi sau khi thừa tướng quay về, đích thân nói với ngài ấy thì hơn. Vậy ngươi đợi đi. Quan gia, chuyện rất gấp gáp. Nếu thừa tướng quay về rồi thì đến nhà nói với ta biết. Được, yên tâm đi. Đa tạ quan gia. Dừng lịch thức khách Thiên Lai bị truy nã nhiều năm, đại công như vậy sao có thể dễ dàng để người khác làm thay? Khi nào thúc đưa ta đi giết Tào Tháo? Đồn đóng gì chứ? Thời cơ chín muồi, con tự nhiên sẽ đi thôi. Vậy khi nào mới là thời cơ chín muồi chứ? Bây giờ còn sớm. Tại sao Thúc lại giúp ta? Tại sao cô mang ta? Bởi vì chúng ta cùng chung cảnh ngộ. Bởi vì người phụ nữ ta yêu đã bị Hoa Đà giành mất. Chuyện giữa ta và Linh Nhi không liên quan đến Hoa Thúc. Ta chỉ biết Hoa Thúc đối với ta như cha ruột. Ân tình của Thúc ấy cả đời ta cũng không đền đáp nổi. Nếu phục bao nhỏ Hoa Thúc của ta, ta thà lang thang ở ngoài đường bị Tào Tháo bắt, cũng không ở đây thêm giây phút nào nữa. Đừng kích động mà. Nói gì thì nói, không hổ là cậu bé Hoa Thúc con nuôi lớn. Tính tình gan bướng của con giống y hệt đệ ấy. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ mãi mãi không nhắc nữa. Được chứ? Nhưng con đừng quên, ở đây là kinh thành. Tào Tháo nhiều tai mắt, con còn là người bị truy nã, cho nên chỉ có thể thiệt thòi cho con tạm thời ở đây, tuyệt đối đừng ra ngoài. Đồ ăn đồ dùng của con ta sẽ phái người đưa đến cho con. Ta hiểu. Ông yên tâm, ta tuyệt đối không liên quan đến ông đâu. Người một nhà không nói lời khách sáo. Cẩn thận tốt hơn. Huyền Nhi, em mau đi. Em gọi ca ca đứng đây cho ta. Ta phải xử trí gia pháp chàng ấy. Dạ. Huyền Nhi, Huyền Nhi, mau lên. Cô đừng đi, Huyền Nhi. Phải đi. Phu nhân, nàng nghe ta nói đi. Hai chúng ta không có con, sau này cũng không có được nữa. Nếu chúng ta già rồi, không ai hầu hạ chúng ta, thê thảm biết mấy. Cho dù thế nào, đứa con này cũng là huyết mạch của Ngô Thành ta. Ta đón nó về đây, sau này cũng có thể hầu hạ hai chúng ta. Ta không nghe.
Ta không nghe, ta không nghe. Phu nhân, phu nhân, ta không nghe. Chuyện xấu hổ thế này cũng đừng hòng. Ca, đại ca, được được. Ca, xem chàng ấy kìa. Ta nói người biết Ngô Thành, chỉ cần một ngày còn ta, ngươi đừng hòng đưa tên nhập chủng đó vào nhà bọn ta. Đại ca, chuyện nạp thiếp huynh cũng đồng ý rồi. Nạp thiếp là để nói dối tông đường. Sao vậy? Hôm nay nuốt lời sao? Ta nuốt lời gì chứ? Ta đã hứa với ngươi, ta hứa với ngươi, sau khi vào chân gia bọn ta mới nạp thiếp sinh con. Sao đột nhiên nhảy đâu ra một tên nghiệp chủng vậy? Không biết là ai truyền đến tai y diện, ta còn thể diện sao? Đại ca, cho dù thế nào đó cũng là con của ta. Ngô Thành ta từ nhỏ không cha không mẹ, bây giờ cuối cùng đã có đứa con. Ta không thể thay Ngô gia ta nối dõi tông đường, kế thừa hương quả. Cho nên ta muốn, ngươi muốn cái gì? Ngô gia ngươi, Ngô gia cái đầu ngươi đó. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng quên, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ ở rễ chân gia bọn ta. Nghe thấy chưa? Cho dù sinh con cũng là của họ chân ta. Ngươi họ Cô, ngươi là cái thái gì chứ? Ca, như vậy được rồi. Ngốc thực. Đi Ngô Thành, đi thôi. Ngô, đại nhân, phủ thừa tướng có người đến nói. Thừa tướng về rồi. Lão quái, ở đây náo nhiệt thật. Đến phía trước xem. Đi. Nào, từ từ. Đào nào, từ. Cẩn thận. Nào, phu nhân ngồi đi. Ta hả? Nào ngồi đi. Hôm nay đến nàng ngồi. Nào, phu nhân, ta đúng là hồ đồ. Ta thực sự không nên nói như vậy. Đạt yên tâm, sau này ta không nhắc chuyện này nữa. Thật sao? Thật đó, như vậy còn coi được. Phu nhân, hết giận rồi sao? Hết giận rồi. Đạt hết giận rồi, nhưng mà đại ca vẫn còn giận ta. Cuộc sống sau này khó khăn rồi. Không sao đâu, ta đi cầu xin ca ca giúp chàng. Được cũng được, nhưng mà ta cảm thấy nên tặng thứ gì đó mới tỏ ý chân thành xin lỗi của ta. Vậy tặng gì mới tỏ được chứ? Lần này ta về quê, ta phát hiện một nhân tài vốn dĩ tư chất thông minh. Ta muốn giữ lại để mình dạy bảo. Nhưng mà như vậy không phải là đắc tội với ca ca sao? Ta muốn tặng hắn cho ca ca làm học trò. Ca ca đang nhất định rất vui. Ta đúng là có nghe ca ca nói, nói mấy tên thái y ở thái y viện ý mình có thâm niên lâu năm, thường bằng mặt không bằng lòng. Ca ca còn nói kinh ấy muốn dạy bảo học trò, còn nói bổ sung người cho thái y viện, còn có thể xem như người thân tín của mình nữa. Cô dân tài quá. Bây giờ nàng ngày càng thông minh rồi. Nàng nghĩ xem, bây giờ đại ca nàng đã tìm được rất nhiều học trò đang chỉ bảo ngay tại phủ. Nhưng những người đó tư chất bình thường, nhưng người mà ta tìm chắc chắn là dân tài học y. Nếu hắn là học trò của ca ca, ca ca nhất định rất vui, xem như chàng có lương tâm. Nhưng mà vẫn phải làm việc phu nhân, đưa người này đến thái y viện. Tại sao ta đi, tự chàng đi không được sao? Nhưng ca ca đang giận ta mà. Ta đi rồi lại bị mắng. Ca ca không giận dỗi như vậy đâu. Xem làm chàng sợ kia. Chúng ta đưa đến cho huynh ấy, không phải cho thấy chúng ta có thành ý sao? Đúng không? Như vậy cũng đúng. Vậy người này bây giờ đang ở đâu? Đang ở bên ngoài. Bên ngoài. Ta gọi hắn vào nhé. Được. Phu nhân, chàng ngồi đi. Vào đi đi. Thành kiến đại nhân. Phu nhân,
Ngươi tên là gì? Lữ Thù. Chưa nghe qua. Đang chậm thôi. Làm phiền phu nhân rồi. Sao vậy? Có cần vậy không? Còn sắp xếp kiệu cho hắn, ta còn phải đích thân tiễn. Cần phô trương vậy không? Thiên quân dễ kiếm, bộ tướng khó cầu. Sau này nếu thành tài cũng có lợi cho chân gia ta. Hiểu chưa? Ta hiểu rồi. Lên kiệu đi. Tiểu thư, nào. Đi. Chân đệ chân, đợi đó. Xem ta diễn dần kịch hay thế nào cho ngươi. Cơ Thành, giao Thiên Lan ra đây. Cô Thành, người nói đi. Người giấu Thiên Lai đâu rồi? Ta nói với ngươi rồi. Một mình ta về kinh thành, không gặp Thiên Lai. Ngươi, không đúng. Rõ ràng Hồ Bá Thiên thấy ông đưa Thiên Lai đến kinh thành. Hồ Bá Thiên. Lời của hắn có mấy câu là thật chứ? Nhưng ta tin Hồ Bá Thiên. Ngươi nói đi. Nói thật cho ta biết. Có phải ngươi giao Thiên Lai cho Tào Tháo rồi không? Ngươi đừng vô cớ sinh sự. Ta nói lần nữa, ta không gặp Thiên Lai. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi muốn hại Thiên Lai, ta chắc chắn không tha cho ngươi. Qua Đà, ta vốn dĩ không cho ngươi bước vô cửa, nhưng niệm tình chúng ta là sư đệ đồng môn, ta cho ngươi vào đây. Ngươi cũng đã nhìn khắp nhà ta rồi. Có gặp Thiên Lai không? Sao nói với ngươi ta không gặp Thiên Lai, ngươi lại không tin? Người đâu? Tiện khách. Ngươi đợi đó. Ta nhất định sẽ tìm thấy Thiên Lai. Chúng ta đi. Thiên Lai, con được theo Hoa Đà học y thuật. Con cũng đọc không ít y thư của y quán. Con nhớ không? Những thứ khác không được, nhưng vẫn có vài quyển đọc qua không quên. Không chỉ theo Hoa Cúc, đám đó giải thấy y vì muốn để ta ám sát Tào Tháo, cũng dạy ta không ít y thuật. Con đúng là người có phúc. Hai sư phụ của con đều là hành y hiện giờ. Ta lánh nạn bao nhiêu năm, đều nhờ những y thuật đó mới có thể tự vệ. Vậy thì dễ xử rồi. Thực ra có một nơi con có thể đến, không chỉ đảm bảo an toàn của con, hơn nữa con có thể cơ hội tiếp cận với Tào Tháo. Nhưng trước đó ta còn đau đầu một lý do. Nếu con có tinh thông y thuật, vậy thì dễ hơn rồi. Ông mau nói đi. Vẫn là ở nhà ta. Nhưng mà phải theo sát anh vợ của ta. Anh vợ của ông sao? Đúng. Y thừa thái y Đương Kiều, chân đại nhân. Thứ nhất quyền cao chức rộng, không ai dám tùy tiện điều tra ông ta. Con cũng được an toàn. Thứ hai, ông ta thân là thái y, ông ta thường xuyên gặp mặt Tào Tháo. Chỉ cần con kiên nhẫn chờ đợi, con sẽ có cơ hội tiếp cận Tào Tháo. Được. Chỉ cần giết được Tào Tháo, ta nghe theo ông. Từ nay về sau, hai chúng ta có rất nhiều cơ hội suốt ngày gặp nhau. Để tránh bên ngoài nghi ngờ, hai chúng ta không được có bất kỳ giao tình gì. Ta hiểu. Nhẫn nhịn, đừng manh động. Để ta sắp xếp cho con. Được. Đa tạ Ngô Thúc.
Hà Kiểu. Lữ Thu, chúng ta đến rồi. Thái Y Diện. Đọc qua không quên. Có chuyện này sao? Bẩm đại nhân, vẫn xem nhưng nhớ kỹ. Ta nói cho ngươi biết, bản lĩnh thực sự không phải dùng cái miệng để nói. Thế này đi, lần sau dùng sự thật chứng minh, được không? Bụi bụi, hôm nay không còn sớm nữa. Bụi dẫn hắn đi thu xếp đi, ở chung với các học trò khác. Được đại ca, về bọn bụi đi trước đây. Được ca ca, sau này huynh phải chiếu cố tốt cho hắn. Hắn là một nhân tài đó. Hắn giỏi vô cùng. Đi nhé, đi thôi. Trời đã tối rồi, chúng ta tìm một nơi dừng chân đi. Được, đi thôi. Chuẩn bị cho ta hai gian phòng. Được, vừa khéo còn hai gian phòng sạch sẽ. Hai người đưa tiền cọc, ta lập tức dẫn vào tiểu nhị đưa hai người đến phòng. Thế nào? Được. Túi tiền của ta đâu? Sao vậy? Mất túi tiền rồi. Đúng vậy, khi nãy vẫn còn đây mà. Sao vậy? Không có tiền. Vậy xin lỗi nhé, mời ra ngoài. Chuẩn quay, huynh xem cái này có đủ không? Cái này cha mẹ muội để lại cho muội, chúng ta thiếu tiền cỡ nào cũng không được động tới. Cặp lấy. Nhưng mà chúng ta nghe lời. Rốt cuộc hai người có tiền hay không? Không có tiền đừng làm việc ta buôn bán. Cha, cha ra đây làm gì? Bên ngoài có gió. Ta ra đây đi dạo. Đang nằm thoải mái mà. Ra đây làm gì? Chuẩn quay, xin hỏi vị này là cha ta đó? Lệnh Tôn à? Ta thấy Lệnh Tôn trên người có bệnh. Hay là thế này đi, để ta khám cho lão gia đây. Còn về tiền khám, xem như cho bọn ta ở lại đây một đêm. Quên thấy thế nào? Ngươi trị khỏi sao? Thật không dám giấu, bệnh của cha ta đã khám rất nhiều đại phu rồi. Vẫn như vậy, ta biết đối diện các huynh là Thái Y Diện. Chẳng lẽ người Thái Y Diện đều không chữa khỏi sao? Ta biết Thái Y Diện ở đối diện. Thái Y Diện đó khám bệnh cho hoàng thân quốc thích, liên quan gì đến bách tính bình thường chứ? Nếu muốn kiếm mối riêng, thu phí cũng vô cùng đắt đỏ. Bọn ta khám sao nổi? Ta nói ra chuẩn quầy, chúng ta đừng làm lỡ thời gian nữa. Hay là thế này đi, ta khám bệnh cho lão gia trước. Nếu chữa bệnh khỏi, ta sẽ không nhận tiền. Nếu ta chữa khỏi, huynh phải cho ta miễn phí một đêm. Được được. Cha, Đào Đào, để vị đại phu đây khám thử đi. Đào, đa tạ nhé. Lão tiên sinh máu huyết lưu thông, an khí không đủ, thường tức ngực, nức ở. Nói trắng ra chính là gan khí không đủ, khí không thuận. Ta kê cho ông ấy một đơn thuốc, được không? Được. Quan trọng nhất chính là người làm con như huynh phải hiếu thảo. Để lão gia đây có một tâm trạng tốt, ông ấy khí thuận rồi, sức khỏe tự nhiên tốt. Phải phải, cha cha, chúng ta lần này được cứu rồi. Cha, thần y làm cũng ra dáng vậy. Cha chuẩn quay, lần này bọn ta vào thành chủ yếu là đến tìm bạn. Có thể sẽ sống một thời gian ở đây, cho nên nhất định phải kê sạp ở đây. Một là khám bệnh cho bách tính, hai là bọn ta cũng muốn kiếm chút sinh hoạt. Được rồi, huynh làm đi nhé. Được. Đào quá. Bá Lưu, Bá Lưu, Đào Đào, chỗ này không khỏe. Bà làm sao vậy? Ngồi xuống trước nào, chậm thôi. Để thần y xem nào, ngồi đi. Bà là tâm dư không đủ. Chỗ nào không khỏe? Ngực ta. Đau ngực à? Bà thấy gọi là bệnh đau tim, cùng một bệnh với cha của trưởng quầy. Đơn thuốc cũng y hệt, để ta kê đơn cho. Bệnh của lão gia người ta là gan khí tích tụ, còn má Lưu là dương hưu đàn động. Hàn là động, ôn là thông. Cho nên kê cho má Lưu một số thuốc ôn dương là được rồi. Được.
Đây, không cần việc gì đâu. Ta chỉ lấy 2 đồng tiền là đủ rồi. Chí mạch bị tổn hại. Đây vì sao? Chí mạch nhất hô, hai chí là bình, tam chí là ly kinh, mạch tổ tức là bệnh. Tại sao? Nhất tổn, tổn thương là bị hao, da nhăn lông rụng. Nhị tổn thương là huyết mạch, huyết mạch hư thiếu. Cũng là cách trị mạch ổn. Cậu bé này đúng thực như vậy. Một nhân tài. Đúng vậy, cậu ấy là một nhân tài. Nếu có thể vào thấy y viện, sớm muộn nổi bật xuất chúng. Quan trọng cậu ấy là người của chúng ta, sau này làm việc cũng thuận tiện hơn. Ngô Thành, lần này ngươi làm một chuyện thông minh. Thế này đi, bất cứ ai vào thái y viện đều phải thông qua kiểm tra. Nhưng với vị trí của lão phu trong triều đình, tiến cử 1-2 môn sinh, suy cho cùng vẫn được. Đồ ngốc, ca ca ta muốn dẫn con làm đồ đệ, đây là phúc từ kiếp trước của con tu được. Còn không mau bái sư phụ. Đồ chi, bái kiến sư phụ. Gần đây phải ở lại trong phủ theo ta học y. Thời gian đến rồi, ta sẽ tiến cử con với Tào thừa tướng, được không? Vậy thì tốt quá rồi. Con chẳng những có thể vào thái y viện, con còn có thể gặp được Tào thừa tướng. Quan viên mới nhậm chức, không phải nên diện kiến thái thượng sao? Con vẫn là một đứa trẻ, thời buổi này gặp thánh thượng có ích gì? Từ từ con sẽ hiểu thôi. Ca, vậy cậu bé này giao cho huynh dạy bảo, ta lui xuống trước. Được, đa tạ nhé. Tiếp theo. Đa tạ. Mau lên, tiếp theo. Đi, đi thôi. Đa tạ. Người tiếp theo. Đến ta, đến ta. Cho về chút đi. Người tiếp theo. Quan gia, cho thêm chút nhé. Cho thêm chút nhé. Mỗi người chỉ có một điều đó thôi. Mà lên, phía sau còn người đợi kia. Quan gia, trên ta còn có mẹ già 80 tuổi, dưới còn có hai bé còn đang mặc tã. Chút cháo này thực sự không đủ. Đúng đó quan gia, cháo không đủ ít, còn loãng nữa. Thật sự không đủ ăn, cho thêm chút đi. Đúng đó, cho thêm chút đi. Bọn ta có cả nhà lận, sao lắm lời vậy? Có bao nhiêu đó gạo thôi, còn kén cá chọn canh. Cút đi, cút đi. Đào Đào, người tiếp theo. Tiền đại nhân, ta thấy gạo chúng ta là hơi ít, hay là chúng ta phát thêm chút gạo đi. Người tiếp theo. Nói với ông bao nhiêu lần rồi, hết gạo hết tóc rồi. Đưa bác qua đây. Ông cứ suốt ngày lải nhải cái gì không biết, ổn đến mức đau cả đầu. Hôm nay ta đi khám thái y, ông ở đây trông coi cho ta, không được có rắc rối. Nếu không ta về hỏi tội ông đó. Đây, người tiếp theo. Đi. Nào, nhanh lên, Linh Nhi. Phương thuốc chữa bệnh nặng, xem ai có may mắn. Thuốc tốt trị đau đầu. Phương thuốc trị bệnh nặng, xem ai có may mắn. Thuốc tốt trị đau đầu, thái y hết chỗ đứng. Phương thuốc chữa bệnh nặng, xem ai có may mắn. Người chính là Qua Đà phải không? Đại nhân, có phải cảm thấy đau đầu, buồn nôn, có một chút?
căng thẳng, lo âu. Đúng vậy, đúng vậy. Bệnh này đúng là khó đây. Đây là bệnh trăm năm có một, đúng lúc để ngài gặp được. Cái gì? Trăm năm có một? Vậy là bệnh gì? Bệnh tim đen. Bệnh tim đen. Người chơi ta à? Đừng xem lòng tốt như đồ bỏ đi. Ta đang chữa cho ngài mà. Không tin ngài cứ hỏi tiểu đệ của ngài đi. Ngài không nói lắp nữa mà. Đúng vậy đại nhân. Khi nãy ngài nói lắp phải không? Đúng là không nói lắp nữa. Thần y, thần y, thần y quá thần kỳ. Sao huynh chữa được bệnh nói lắp của ông ta vậy? Nói lắp nhìn bề ngoài giống như là miệng có vấn đề, thực ra là có tác dụng tâm lý. Khi nãy ta kích động hắn, hắn không còn nói lắp nữa. Vậy ý của huynh là lát nữa hắn nói lắp lại sao? Muội yên tâm, ta được có cách. Mau đưa tiền cho Hoa đại phu. Không ngờ lại chữa khỏi cho ta. Hoa đại phu, làm phiền kê cho một đơn thuốc. Được, đợi một lát nhé. Nào đại nhân, đơn thuốc này chỉ có thể tạm thời giảm cơn đau của ngài, còn về chữa tận gốc. Vậy thì sao? Nếu chữa tận gốc rất cần ngân lượng. Ngân lượng? Thứ cho ta không thiếu chính là ngân lượng, nhưng đó là một số tiền lớn. Số tiền lớn nào? Không vấn đề. Nói xem sao. Là thế này, trong đơn thuốc chữa tận gốc cần một vị thuốc dẫn. Thuốc dẫn gì? Nào, ngoài thành có một sạp bán dưa. Sạp thứ ba phía đông đếm lên đang bán dưa chuột. Thứ ba đó chính là thuốc dẫn. Dưa chuột? Nhỏ tiếng thôi. Người chắc chắn dưa chuột đó chữa được bệnh của ta không? Tất nhiên. Đó là một vị thuốc thần, rất là thần kỳ. Nó không những chữa được bách bệnh, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Người chắc chứ? Mau đi đi, nếu không đi sẽ không kịp nữa. Được, đa tạ Hoa đại phu. Ta còn nghĩ khi nãy huynh giỏi vàng chạy về đây, còn cố tình đến sạp của người bán dưa trò chuyện một hồi, hóa ra là để trêu tiền đại nhân này. Không phải ta muốn chơi hắn, ta muốn để đám tham quan xấu xa này bỏ chút máu. Vậy dưa chuột trị bệnh được thật sao? Tất nhiên không thể trị rồi, nhưng ăn thì không sao cả. Khi nãy không phải ta đã kê đơn chán rồi sao? Hóa ra là vậy. Lão quái, huynh đúng là tài. Bán dưa, bán dưa. Đến xem dưa đi. Xem dưa đi. Ở đây à? Chính là ở đây, ở đây. Nào, xem đi. Là Hoa đại phu bảo ta đến. Ngài tự lựa đi, tự lựa đi. Bao nhiêu tiền? Không đắt. Ta còn tưởng đắt lắm. Hoa đại phu này 5 đồng thôi à? Không đắt, không đắt. Đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Là 50 đồng tiền. 50 đồng tiền. 50 đồng tiền, đúng vậy. Người nói đùa hả? Một trái dừa nát, người đòi ta 50 đồng tiền. Đại nhân, người ăn nói kiểu gì vậy? Người đừng thấy dừa của ta bé, người đến giành nhiều lắm. Khi nãy cái này 50 đồng phải không? Nếu ngài lấy trái này, ta đòi 100 đó. Ngài thích mua thì mua. Được, được. Ngài lấy hay không? 50 thì 50. Đưa tiền, vậy thì được rồi. Đại nhân, phương thuốc của ngài. Đa tạ Ngô Thế Y. Người tiếp theo. Đại nhân, hôm nay hết rồi. Hôm nay chỉ có một bệnh nhân à? Gần đây sức khỏe của mọi người tốt quá vậy. Thực ra sao vậy? Đại nhân, thực ra gần đây bệnh nhân rất nhiều. Chỉ là họ đều đến tiệm thuốc nhỏ đối diện để khám bệnh. Tiệm thuốc nhỏ của Qua Đà mở sao? Phải. Qua Đà? Lại là Qua Đà. Hơn nữa ta nghe nói Qua Đà giới thiệu cho quan viên một loại thần kỳ là dưa chuột. Nghe nói dưa chuột bán đắt lắm, nhưng đám quan viên đó vẫn đổ xô mua.
thần dược vua chuột. Qua đà nói vua chuột đó có thể kéo dài tiểu thọ, bao trị bách bệnh. Nói vừa, qua đà luôn tuân theo, dùng ít tiền và thuốc nhất để đạt được hiệu quả trị cao nhất. Sao lại có chuyện này vậy? Sao hắn lại nói hoang đường như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Để xem cái của ta đi. Qua đại phu đến rồi à? Buôn bán thế nào? Tốt lắm. Không giấu gì ngài, từ khi ngài nói dù của ta là thần kỳ, người đám quan to quý tộc mỗi ngày đều đến xếp hàng mua chưa. Buôn bán tốt vô cùng. Dư của người bán đắt như vậy, có biết tại sao buôn bán vẫn chạy không? Vậy tại sao? Bởi vì tiền của họ dùng đều moi được từ trên người bách tính, cho nên tiêu tiền không chớp mắt. Qua đại phu, đây là tiền dư hôm nay ta bán. Đa tạ. Vất vả rồi, đi thông thả. Đại nhân, ngày sao vậy? Đâu, ngồi đi. Đại phu. Phương đại nhân, chúng ta quen biết à? Ngài là Phương đại nhân không đỡ cho cháu kia mà. Phương đại nhân tiếng tâm lẫy lừng, sao lại không quen chứ? Sao vậy? Có bệnh gì sao? Tôi không ngủ được. Làm sao trị? Dễ trị, nhưng mà tiền thuốc khá đắt. Không phải 5 đồng tiền sao? Đó là giá của bách tính bình thường. Ngài là người giàu có, bệnh của người giàu có, ngài cần 50 đồng. Đúng là vô lễ. Lão quái, đây Phương đại nhân đâu? Phương đại nhân, Phương đại nhân. Đại nhân, ngài khám bệnh quan trọng, hắn đòi 50 đồng, ngài cứ cho hắn đi. Quả thật càng quấy. Bây giờ đang là thời loạn lạc, khắp nơi đều cần dùng đến tiền. Nếu ta có số tiền đó, thà ta cứu tế những bách tính này, cũng không cho lam băm như hắn. Nhưng mà ta nghe nói y thuật của Hoa đại y thực sự tài giỏi. Tiền khám có hơi đắt một chút. Thật sự không được, chúng ta đi biểu quỷ công quỷ, lách vào khoản tiền khám bệnh, khốn kiếp. Đại nạn trước mắt cũng chính là những tên tham quan như tiền đại nhân mới khiến cho lương thực thiếu thốn. Bệnh của ta tối không ngủ được, ta biết nguyên nhân căn bệnh. Bách tính 3 bữa không no, bên trên cũng không cho thêm tiền lương. Ta thật sự lực bất tòng tâm. Vương đại nhân, ngươi, đây, ta muốn hỏi ngài một câu thật lòng. Ngài và tiền đại nhân không phải là một bọn chứ? Ta cũng không chung một bọn với kẻ giả y bất lương kiếm tiền đen tối như ngươi. Vương đại nhân, xem ra thật sự qua đà ta trách làm ngài rồi. Ở đây xin lỗi ngài. Chỉ cần là quan tốt, qua đà ta khám bệnh miễn phí cho ngài. Ngài mất ngủ là do ngài suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến nội tạng thiếu máu, máu không nuôi tim, cho nên ngài ngủ không được. Nếu ngài muốn ngủ ngon thì phải yên lòng. Đây, Phương đại nhân, tâm bệnh còn có tâm dược. Nếu ngài tin tưởng qua đà thì theo ta đến một nơi, ta đến giúp ngài yên lòng. Mời. Lời này phải thật không? Lời của tại hạ câu nào cũng thật, tuyệt đối không có được câu giả dối. Buổi sáng thôn dân trồng dưa tăng giá lên cao, lừa lọc tiền của quan viên, đêm đến qua đà chia tiền. Lần này qua đà hành y giơ giết tiền, ta còn mang theo bản giá hành y của qua đà. Tư hệ quan viên đến khám bệnh, giá cả cao gấp 10 lần. Giá này quả nhiên không rẻ. Nhưng giá thế này đến Tào Tháo ta cũng khám không nổi, nhưng đám cẩu quan này lại khám nổi. Số tiền này từ đâu mà có? Chẳng phải không nói cũng hiểu sao? Đa tạ. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Những việc này đều là do người làm sao? Đúng vậy. Người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Những thứ này không phải tiền của qua đà, đều là tiền của bọn quan tham ô. Ta mang tiền của họ,
mang cho dân, dùng cho dân. Điều do ta hạn hẹp, đã trách làm qua đại phu. Người đúng là đại phu tốt, nghĩ cho bách tính. Ngài cũng là đại nhân tốt. Lão quái, lão quái, không hay rồi. Khi đẩy quan binh đến tiệm của chúng ta, nói là được chỉ mệnh của thừa tướng, thời kỳ chiến loạn chúng ta tăng vật giá, muốn tịch thu tiền của chúng ta. Lại sao nữa vậy? Tào Tháo có dụng ý khác. Dù sao chuyện của ta nên làm cũng đã làm rồi, chuyện còn lại giao cho hắn đi. Các ngươi nói đi, để bản tướng đích thân đi tịch thu nhà của các ngươi, hay là các ngươi tự mình giao của cải giao chép được ra đây? Thừa tướng, tội thần nhất định sẽ giao tiền để xung công. Xung công, xung công. Qua đà tăng giá tại chỗ, cố ý chứng chỉnh tham quan.